Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp họp báo sau trận đấu tuyển Việt Nam với Úc, huấn luyện viên Park: tôi sẽ tìm kiếm những gương mặt mới như Tuấn Hải. Tuyển Việt Nam thua 0-4 trên sân của Australia vào chiều 27 tháng 1. Đây là trận thua đậm nhất của thầy trò ông Park ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Các cầu thủ đã thua trận khá đậm dù chưa hết sức. Ở hiệp 1 chúng tôi đã dùng nhiều cầu thủ mới, họ còn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây là một phần trong quá trình phát triển của tuyển Việt Nam, ông Park đánh giá. Trong hiệp 1 chúng ta thấy họ thiếu kinh nghiệm thi đấu, vài cầu thủ có vẻ chưa quen với chiến thuật. Trận này, Tuấn Hải lần đầu chơi một trận quốc tế với cường độ cao. Cậu ấy đã phát huy được năng lực không kém gì những cầu thủ khác. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới như Tuấn Hải, ông trả lời câu hỏi của Dinh. Ông Park tỏ ra tiếc nuối khi trong hiệp 2, Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội tấn công nhưng không thể ghi bàn. Huấn luyện viên trưởng nhanh chóng kết thúc phần họp báo chỉ với hai câu hỏi và rời đi ngay sau đó. Ông có vẻ không muốn nói nhiều sau trận thua 0-4. Các bàn thắng của Australia được ghi do công của Jamie McLaren ở phút 30, Thomas Rogic ở phút 45 của hiệp 1, Chris Goodwin và Riley McGree nhân đôi cách biệt ở phút 72 và 76. Với kết quả này, Australia có 14 điểm để cạnh tranh với tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia ở bảng B cho hai chiếc vé trực tiếp dự World Cup 2022. Trong khi đó, tuyển Việt Nam hết cơ hội tìm suất playoff. Dù hết sức nỗ lực và có nửa đầu hiệp 2 đầy hứng khởi, nhưng tuyển Việt Nam đành chấp nhận trận thua đậm 0-4 tại Úc ngay trong trận đầu tiên của năm 2022. Nhiều người có lẽ phải bất ngờ với đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam khi ngoài sự trở lại của đội trưởng Hùng Dũng, thủ thành Tấn Trường, còn có sự góp mặt của Lê Văn Xuân, Phạm Xuân Mạnh, vị trí đá trung vệ, và Tuấn Hải, vị trí tiền đạo. Trên thực tế, sự đổi mới này vốn do tình thế bắt buộc vì tình hình chấn thương hoặc thẻ phạt của một số cầu thủ. Chính những xáo trộn đó đã khiến Việt Nam khá lúng túng, bộc lộ những lỗ hổng khi tuyển Úc chủ động đẩy cao nhịp độ, tấn công ào ạt, sử dụng nhiều đường truyền bổng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vì trọng tài người Hàn quyết định không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà giây thứ 20 khi chếch va, càng khiến trận đấu thêm phần kịch tính. Sau chút lúng túng ban đầu với quyết tâm và sự tập trung, nhất là những cố gắng của thủ thành Tấn Trường, hàng thủ từ Việt Nam dần ổn định. Từ phút 12 trở đi, thỉnh thoảng từ Việt Nam lại có một tình huống phản công đáng chú ý với sự cố gắng của Quang Hải, Xuân Trường và Hùng Dũng ở khu vực giữa sân, cũng như sự tích cực di chuyển của trung phong Tuấn Hải. Bởi lý do này, Úc buộc phải dè chừng, chủ động giảm bớt nhịp độ để đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Thật tiếc khi ở phút 30 trong tình huống tấn công với tốc độ trung bình của Úc vẫn với một đường truyền bổng vào khu vực phạt bóng thì hàng thủ Việt Nam để thủng lưới. Tiến Dũng lẫn Văn Xuân cùng tỏ ra thiếu tập trung, không áp sát kịp thời để McLaren thoải mái đón đường truyền và đánh đầu mở tỷ số. Cuối hiệp 1, Úc bất ngờ thực hiện một pha tấn công đầy tốc độ. Ngay sau một tình huống tấn công của tuyển Việt Nam, pha bóng vỗ mặt ở trung lộ khiến các trung vệ của chúng ta không theo kịp tình huống để rồi Rogic băng xuống thoải mái dứt điểm nâng tỷ số 2-0. Ngay đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam có ngay 3 sự thay đổi nhân sự đáng chú ý: Công Phượng, Hoàng Đức, Thành Trung và Sân thay Xuân Trường, Văn Đức và Văn Xuân. Theo đó, Văn Thanh chuyển sang đá hậu vệ trái, Xuân Mạnh đá hậu vệ phải, trong khi bộ ba trung vệ Thành Trung, Đình Trọng, Tiến Dũng. Đội hình chiến thuật của Việt Nam được thay đổi từ 5-4-1 sang 3-5-2. Khi ở tuyến trên, Việt Nam sử dụng bộ đôi tiền đạo Tuấn Hải, Công Phượng nhằm tạo thêm giải pháp cho hàng công. Những thay đổi trên gần như lập tức phát huy tác dụng cùng tâm thế gần như không có gì để mất. Việt Nam không chỉ có hàng thủ ổn hơn mà còn chơi với đội hình cao hơn, tấn công chủ động rõ nét hơn. Những tình huống lôi kéo của Công Phượng, sự tích cực di chuyển của Tuấn Hải, những tình huống dâng cao của Hoàng Đức hay các pha xử lý lắt léo của Quang Hải nhiều lần tạo nên các tình huống tấn công nhịp nhàng với tốc độ cao và đầy cảm hứng. Bàn thắng tưởng như ở rất gần khi Công Phượng đã có được cơ hội rất tốt khi dứt điểm trong thế đối mặt thủ thành Ryan ở phút 62. Tiếc rằng bóng trúng người thủ môn của Úc. Nhưng trong những nỗ lực tuyệt vời của tuyển Việt Nam thì vẫn chưa tạo nên bàn thắng. Úc có bàn thứ 3 khá dễ dàng với một đường truyền dài thả bóng ra khoảng trống sau lưng hàng thủ để Goodwin băng lên dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Tấn Trường. Sự thiếu tập trung của hàng phòng thủ sau đó là nguyên nhân để McGree nâng tỷ số 4-0 từ cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Phải ghi nhận rằng Việt Nam đã có những thay đổi để tạo nên cảm giác hứng khởi trên mặt trận tấn công trong hiệp đấu thứ 2. Như khi tất cả các sai lầm ở hàng thủ gần như đều bị đội bạn trừng phạt một cách khá đơn giản và dễ dàng, thì không có gì để nghi ngờ mà nói, đấy chính là khác biệt về đẳng cấp. Đành trông đợi rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có điểm số đầu tiên khi đối đầu Trung Quốc tại sân Mỹ Đình tối ngày 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán. Tin tiếp theo, vì sao trọng tài từ chối bàn thắng của tuyển Australia?
Mảnh lưới của thủ môn Tấn Trường rung lên ngay phút đầu tiên, nhưng trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyun-jin không công nhận bàn thắng. Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Dương Văn Hiền giải thích, tình huống này cầu thủ số 22 Jackson Evans của Australia đang ở tư thế việt vị, làm ảnh hưởng đến góc nhìn của thủ môn Tấn Trường. Trọng tài chính sau khi xem lại video có quyết định chính xác khi không công nhận pha làm bàn của số 23 Thomas Rogic. Ông ấy xác định Jackson Evans đã việt vị, quan chức VFF nhận định với Dinh. Tình huống này diễn ra ngay phút đầu tiên của trận đấu trên sân Melbourne Rectangula. Trung vệ Đình Trọng có pha chuyển bóng lỗi, Australia nhanh chóng tổ chức tấn công và Rogic sút tung lưới tuyển Việt Nam. Vị trí của Evin ở dưới hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, cầu thủ khoác áo số 22 đã che mặt Tấn Trường. Quan trọng hơn, Evin nhảy lên và tham gia tình huống bóng khi ở thế việt vị. Nếu đứng yên, anh có thể đã không bị VAR phát hiện. Trợ lý trọng tài không phất cờ việt vị, tuy nhiên tổ VAR tư vấn cho trọng tài. Vị vua áo đen người Hàn Quốc đã hủy quyết định công nhận bàn thắng và cho Việt Nam hưởng quả bóng phát lên. Australia tiếp tục ép sân tuyển Việt Nam, họ tổ chức tấn công bên cánh của hậu vệ Vũ Văn Thành. Cầu thủ mang áo số 17 có pha kéo áo khá lộ với số 7 Matthew Leakey, tuy nhiên trọng tài không xem đó là pha phạm lỗi, có thể phạt penalty. Văn Thành sau đó có pha cản người Leakey ở phút 12, một lần nữa tình huống này không thể dẫn đến quả phạt đền cho đội chủ nhà. Việt Nam duy trì tỷ số hòa không đều với Australia, đến phút 30 thì bị thủng lưới. Lần này Rogic là người kiến tạo cho Jamie McLaren đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường. Sau 30 phút thi đấu, Việt Nam nhận 2 thẻ vàng và phạm 2 lỗi, trong khi đó chủ nhà cũng phạm 2 lỗi nhưng không có thẻ phạt nào. Ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam, Đình Trọng ngồi xuống sân và Australia đá phạt nhanh. Hàng thủ đội bóng áo đỏ không kịp bóc lót, Rogic dễ dàng băng xuống, nâng tỷ số ở phút 45. Ông Dương Văn Hiền cho rằng pha bóng này trọng tài diễn ra hoàn toàn bình thường. Trọng tài không xác định Đình Trọng bị chấn thương, khi anh ngồi xuống thì Australia lấy bóng để đá phạt nhanh. Pha bóng này không có thẻ phạt nên không cần chờ coi của trọng tài, ông nói. Một trọng tài V-League lý giải thêm về phương pháp kiểm soát trận đấu trong tình huống này. Ông cho rằng trọng tài nên quan sát xem cầu thủ có sẵn sàng thi đấu hay không để đưa ra quyết định dừng pha đá phạt nhanh. Có thể trong khoảnh khắc quan sát, trọng tài không thấy Đình Trọng cần hỗ trợ y tế. Thời điểm đó, cầu thủ số 9 của Australia đang nằm sân do bị Đình Trọng phạm lỗi. Tuy nhiên, khi anh này đứng lên thì Đình Trọng đang chạy về phòng ngự và chủ động ngồi xuống sân. Ngay lập tức, cầu thủ Australia lấy bóng trong tay Trọng để chuẩn bị đá phạt nhanh. Tình huống diễn ra chớp nhoáng. Luật không quy định khi có cầu thủ nằm sân là trọng tài phải cho trận đấu dừng lại. Tuy nhiên, đây là phương pháp kiểm soát trận đấu của trọng tài để tránh cầu thủ phản ứng thái quá vì bàn thua không fair play. Trọng tài có thể bị giám sát, trừ điểm nhẹ, vị trọng tài này cho biết thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.